Ngày 24 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Tân Trung, huyện Phú Tân tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đồng chí Võ Nguyên Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Quỳnh Thành Danh, Bí thư Huyện ủy Phú Tân đã đến dự. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Trung, huyện Phú Tân đã huy động các nguồn lực gần 222 tỷ 750 triệu đồng để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc. Xã cũng đã phát huy tốt lợi thế dùng chuyên canh cây màu ứng dụng công nghệ cao và mở rộng quy hoạch dùng nuôi trồng thủy sản liên kết với doanh nghiệp, mời gọi doanh nghiệp về đầu tư tại cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tính đến cuối năm 2023, xã Tân Trung đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, 57 trên 57 chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng một người một năm, tăng trên 43 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,71%, lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 72,53%, người dân có điều kiện chỉnh trang nhà cửa đạt chuẩn theo quy định. Phát biểu tại lễ công bố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy lợi thế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy các chuỗi liên kết, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời duy trì và nâng chất các tiêu chí chỉ tiêu tiến tới đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, huyện Phú Tân đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Trung.